Vicom. Vicom, việc gì có lợi cho khách hàng thì hết sức làm, việc gì không có lợi cho khách hàng thì hết sức tránh. Chào các bạn, Hiếu đây. Hôm nay Hiếu sẽ hướng dẫn các bạn cách chiên. Này, chúng ta chiên hoặc là chúng ta đều nướng, có thể chiên nướng bằng cái nồi này. Nồi này là nồi vừa chiên, có thể vừa chiên vừa nướng. Thì đây, hôm nay Hiếu sẽ hướng dẫn các bạn cách nướng thịt ba chỉ. Và bây giờ chúng ta có thể đi làm gì đó, 20 phút sau chúng ta quay lại nhé các bạn nhé. Rồi, sau khi chúng ta đi làm một cái việc gì đó xong rồi thì chúng ta quay lại các bạn nhé. Quay lại thì các bạn thấy rằng cái nồi chiên nướng của chúng ta nó đã xong, nó đã chạy xong và nó tự tắt đi rồi. Bây giờ chúng ta lấy ra và kiểm tra đồ ăn. Chúng ta thấy rằng là thịt của chúng ta đã được chiên nướng rất là ngon. Các bạn lưu ý rằng là đây, các bạn có thể xem là các bạn lưu ý là nếu mà chúng ta nướng thì không cần phải cho dầu mỡ, mà nếu mà chiên thì chúng ta cho một chút dầu mỡ vào, nhưng rồi dầu mỡ nó cũng sẽ đọng hết xuống dưới, nó không có ngấm vào đồ ăn của chúng ta, và dầu mỡ thì chúng ta cho cũng ít thôi. Các bạn nhớ là ủng hộ tôi bằng nhấn nút like, ủng hộ tôi và đăng ký kênh ngay để nhận được những video ích hàng tuần tôi sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Các bạn nhớ là nhấn nút đăng ký kênh của tôi. Tôi hứa với các bạn rằng là tất cả những cái gì mà gia đình, cái sản phẩm gì mà gia đình tôi sử dụng mà thấy tốt, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc, cũng như là nó đem lại những giá trị lợi ích cho gia đình tôi, thì tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ đem lại lợi ích cho gia đình các bạn. Và tôi cũng muốn chia sẻ những cái điều này cho cộng đồng và các bạn, để các bạn có thể là rút được kinh nghiệm gì đó hay là tham khảo để tiết kiệm thời gian cho bản thân và gia đình mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đừng quên là đăng ký kênh của tôi để nhận được video hàng tuần tôi sẽ tặng cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Vicom, việc gì có lợi cho khách hàng thì hết sức làm, việc gì không có lợi cho khách hàng thì hết sức tránh.